Hello chào các mọi người, đây là em mình hôm nay nó sẽ thưởng thức cái cây này. Đầu cảm giác nó sao Dương? Không ngờ ăn có phái rồi. Giống ăn cẩu thái vậy hả? Dai giòn rụm rụm không? Không có hột. Không có hột, à đúng rồi. Có mày đâu hột đâu, có hột mày mật mầm hột mềm mày. Đừng sao, làm clip thì phải chân Có thật. hột mà chưa kịp có hột, cứ mà ăn hết rồi. À vậy hả? Cái kia này lá ăn được nữa Dương? Tay lá cho mấy ớt ăn thử coi. Đúng rồi. Mà nó thấy lá có con sâu á. Đây cũng trùng. Ngủ đu đu ở đèo xấu đeo mày cái mày đi la làng mà bây giờ Qua đây có gì này là gì thôi à, cái tao thấy rồi con bù gậy giống hay sâu vui lắm. Vui vậy à. hả? Chó lấy đàn đem ra chốt kìa nghe chưa lẹ. Mà tao lấy thuốc ra tao xịt chết hết á. Kệ nó, xịt nhịn ăn, bỏ kệ mấy sâu cho chết. Lẹ đi đi đi. Vô lấy đồ ăn đưa Út kìa. Cái gì? Ui da, ui da. Hồi đem vô cất đi, ăn gì nữa ăn. Hai hả? Để mình hai mấy trái đem vô mình ăn ha. Đây. Hồi hai ít ít thôi mày. Hai chùm mày thôi. Ui, ui, cứng kìa. Ây da. À, em về, em mới về tới luôn. Mới về cái rẹt luôn, dựng những chống xe xuống cái bay ra đây liền. Không, về chơi. Em còn đi thực tập nữa. Đút miệng vô cắn nó vô. Bù rầy quá trời luôn kìa. Đâu? Tốt. Mấy em bù rầy hả? Nó bay tứ tung luôn kìa mọi người. Xong ok rồi đem vô đi tối ăn gì vô chồng. Ấy đừng đừng hái nữa bự. rồi, hái chim hái nhiều vậy ăn có hết đâu, để ăn từ từ chứ ăn lận ngán luôn á. Cái gì thôi mày ăn vừa vừa thôi nha, mày ăn gì ăn dữ vậy. Tối hái, tối mình sẽ ra một clip hái xài nữa nha mọi người. Hái gì? Hái xài chua là hái gì? Hái xài chua một một trái xài mình có thể quay được chục clip. Tại cái trái xài mình sẽ quay được một clip ăn chấm chấm muối ớt, chấm muối tiêu, chấm chấm muối không thì tùm lum la đủ thứ loại muối mọi người. Ok thì vô nhà rồi, tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp mọi người các clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye.